많이 찍어. 너무 멋있어 오늘. 야, 야, 같이. 자, 원, 투, 쓰리, 요. 요, 요. hôm nay nhà cháu sẽ ăn mì tương đen. Ôi ngon, đừng im. Hachima. À ta, ngon không? Ngon không? Ngon quá. Ngon quá. Ngon ngon không? Ngươi ăn mẹ xem nào. Thối nè. Ngon quá. Ngon quá. Một set này là tiền Hàn là 22.500 won, thì tầm 400.000 tiền Việt cả nhà. 400.000 ba người ăn thế này à? Rẻ đúng không ạ? Giá rất là bình dân. Em bé thích ăn món này lắm. Ông xã cũng vậy. Cái cằm của em bé khỏi rồi mà nó cứ thích dán sticker cả nhà. Đang bôi cái chống sẹo. Đây. Đây là set của em này. Ông xã này. Đấy, ông xã ăn rất là ngon miệng. Ông xã ăn hết cả đĩa đấy luôn đấy. À mà đút em á. Mẹ đút cho em nhá. Con nói xin chào mọi người đi con. Xin chào. Mẹ không biết quấn cái này luôn. Ờ đây. Chị Quân thích ăn món này lắm. Cơm thì không chịu ăn nhưng mà những cái đồ miến mì phở là ăn ngon lạnh. Nào đến lượt mẹ Hường ăn nha. Mẹ Hường ăn này. Ngon quá. Ngon. Mà đút em. Em bé nói tiếng Việt đấy cả nhà. Em mà đút em. Dạy gọi là mẹ nhưng không gọi đâu, cứ toàn gọi ấm ma thôi. Ơi rồi rồi. Mà chị sợ yếu. Ấm mà đút em. Ấm mà mực kia chỗ xèo cứ lọc kê mán hết. À mà. Ngon quá. Ngon ngon nhòn. Ngon. Ngon nhỉ. Ngon. Ừ. 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 Ngon cho. Rớt ra ngoài ấy. Em bé ăn sạch sẽ lắm mình bảo cô chú ạ. Nó cứ rớt xung quanh bên miệng tí là nó mắt lau luôn ấy. A to này. A to. A to, A miệng to này. Ngon nhỉ. Ngon quá. Ngon quá. Để mẹ Hường ăn cái miếng thịt chiên tấm bột đây xem. Tự lau đấy, mẹ ơi lấy lau. Này quán này giá rẻ mà lại ngon. Ngon con nào, mẹ đút nữa nè. À, to cái miệng này. Hôm nay cuối tuần em bé ở nhà nên là em không thích nấu ăn đấy. Nấu ăn là không chơi được với con, mà chơi với con thì con lại khóc. À chơi với nấu ăn thì con lại khóc, nó chơi với một mình ấy buồn.
như là em sẽ to có cái miệng. Đây. Một hôm trước nha, hai vợ chồng ăn hết cả luôn mà. Hôm nay có em bé nó quấy mẹ. Mẹ không chiến đấu hết mình được. Thành ra là còn ăn thừa. Bây giờ em sẽ đi hàng trái cây đi mua đồ nè. Xin chào. Xin chào. Xin chào. Đây này. Tăng tình. Giống như con chim cánh cụt đấy cả nhà nhỉ. Sơn xà thác ủ yú màu vàng thác ba nà ná. Đi sang bên đây mua trái cây nào con. Đi mua cá nào. Đi lại đây. Chơi chốc. Yoki. Yoki nè.
바뀌었어. 그 여자가 치킨이가 여자 그만뒀어 이제. 네. 바꿨어. 나 이제 sẽ mua ở hàng đây vài thứ à. 나래 콘. 춥다. 빨리 가자. 오늘 또 없네. 네. 네 개만 사자. 네 개? 네 개 오전 왜 사요? 맛 없어? 이거 싱거워서 사요? 싱거워서 사요? 싱거워. 이거? 안 달아. 안 달아? 네 개는 단 건데 천혜한 건 맛있고. 천혜향, 뜨레향, 알레뜨향. 네 개는 천혜향 맛있어. 한 번 먹고 엄마 엄마 어 đi. 아빠 랑 chọn cam để mua. Banana 이거 맛없어. 싱겁게. 아빠 랑 chọn. 아빠 랑 chọn. ơi banana ăn chuối à, chuối đấy không ngon, chuối khác với ngon nè. Rồi ok. Hả? Mua cầu à? Mua cầu mua to, mua cầu mua to chặt bài dài hết. Vậy là nhà cháu đã đi ăn trưa và mua một ít trái cây với lại hai con cá khô về nữa rồi. Bây giờ thì nhà cháu sẽ về nhà rồi cả nhà đánh một giấc ngủ trưa đến tận 3-4 giờ chiều mới dậy. Cảm ơn ông bà cô chú anh chị và các bạn đã theo dõi hết video. Hẹn gặp lại mọi người vào những video tiếp theo ạ. Ồ, lạnh quá. 빨리 가.